đồ chơi dạng viên thuốc hình thú nở trong nước siêu dễ thương cho bé. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Một ví đồ chơi thì có 12 viên thuốc nén tương đương với 12 hình con vật khác nhau, đó là những chú khủng long thời tiền sử. Lúc đầu thì mình có cho vào một cốc nước lạnh, kết quả là bị thất bại. Sau thì mình có cho vào một cốc nước nóng, kết quả là thành công. Viên nén nở ra và cho ra một hình thú siêu ngộ nghĩnh và cũng khá là hay ho đấy. Tổng kết lại, món này chơi cần phải có người lớn chơi cùng sẽ an toàn hơn nhé. Một món đồ chơi ngâm trong nước, những con vật sẽ nở to ra bất ngờ nè. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Hôm nay khám phá món đồ chơi cùng mình nhé. Đây là những con vật khi chưa ngâm vào nước với hình dáng khá là nhỏ bé, sau khi ngâm tầm khoảng vài tiếng thì nở to ra bất ngờ chưa nè. Cái này thì mình dùng nước lạnh nha anh em. Món đồ chơi cũng khá là hay ho đó nha. Một quả trứng biến hình thành một chú khủng long nè anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Hôm nay cùng mình khám phá món đồ chơi này nha. Hình dáng một chú khủng long sau khi xếp gọn lại sẽ là một quả trứng nè anh em ơi. Món đồ chơi này thư giãn lúc rảnh rỗi cũng khá là hay ho đó nha.